Xin chào tất cả các anh. Chào mừng các anh đã đến với kênh Đồ Bãi của Hương Thùy. Ngày hôm nay em lên clip số 34 cho các anh, tổng cộng là 31 mã hàng. Các anh chốt mã hàng, liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hoặc là số Zalo 038 4687 455. Các anh vui lòng gọi trực tiếp cho em nha. Trước khi vào giới thiệu chi tiết từng sản phẩm thì em xin nhắc lại về hình thức mua hàng cũng như là vận chuyển của bên em. Nếu như các anh chốt hàng, các anh chuyển khoản thì em sẽ bao phí ship cho các anh luôn. Còn nếu như mà các anh chọn phương thức ship code thì khi nhận hàng các anh tự thanh toán phí vận chuyển giúp em nha. Riêng đối với những cái món hàng nặng như là thùng đựng đồ nghề hoặc là eto thì khi các anh chuyển khoản em chỉ hỗ trợ 50% phí ship thôi nha các anh. Rồi em vào chi tiết mã số 1. Mã số 1 em lên là một cây búa đinh hiệu Dotsu. Đây các anh, Dotsu. Mặt búa này. Đầu bẫy đinh này các anh. Đó, ở trên có khắc chữ Nhật luôn. Chiều dài của cây này là 35 cm, nặng 600 g, giá là 270.000. Mã số 1. Mã số 2 là một cây kéo cắt tôn hiệu Mitsubishi. Phần lưỡi này các anh. Cây này chiều dài của nó là 25 cm, giá là 250.000. Mã số 2. Mã số 3 là một cây khóa 4 số hiệu SK11. Khóa 11 và 13 nha các anh. Đây cái hiệu của nó này. Cái này là hàng mới luôn, chưa sử dụng nha các anh. Đó, cái đầu mình lắc léo được luôn. Bên này cũng tương tự. Chiều dài của cây này là 21 cm, giá 200.000. Mã số 3. Mã số 4 là một cây kéo tỉa của Nhật. Đây chữ Nhật này các anh. Phần lưỡi này. Cây này nó dài 20 cm, dám để là 270.000. Mã số 4. Mã số 5 em lên là một thùng đựng đồ nghề. Để em mở ra. Đó, bên trong này các anh. Thùng này chiều dài của nó là 42 cm, dài này là 42 cm, rộng là 22 cm, cao 16 cm. Thùng này nặng 5 kg nha các anh. Dám để thùng này là 350.000.
Đây, thông tin ở đây nha các anh. Mã số 5. Mã số 6 em lên là một cây mỏ lết ba cô. Ba cô 972 các anh. Của Thụy Điển nha, Made in Sweden. Cây này 10 inch. Ngàm vẫn còn trơn tru hết luôn. Miệng ngàm bên trong này các anh. Cây này chiều dài của nó là 25 cm. Độ mở ngàm là 3 cm. Giá em để là 300.000. Mã số 6. Mã số 7 là một cây kềm mỏ quạ hiệu SK11. Cái này của Mỹ nha các anh. Đây, Made in USA. Răng bên trong này. Cây này nó dài 24 cm. Giá em để là 500.000. Mã số 7. Mã số 8 là một cây dũ gỗ hiệu Shinto. Đây, của Nhật nha các anh. Chiều dài của cây này là 34,5 cm, giá em để là 250.000. Mã số 8. Mã số 9 là một cây kềm bấm cót hiệu Lobster. Đây, Lobster này các anh. Thông số là 1.25, 2.5, 5.5 và 8 chấm. Đó, bó bung bình thường luôn nha các anh. Em đụng cái camera rồi. Đó. Ở phần cán này cũng có chữ Nhật này. Cây này dài 25 cm, giá là 300.000. Mã số 9. Mã số 10 là một cây mỏ lết ba cô 73. Cây này 12 inch nha các anh. Của Thụy Điển. Đó, Made in Sweden. Đó, ngàm vặn còn trơn tru hết luôn nha các anh. Miệng ngàm bên trong này. Cây này nó dài 31 cm. Độ mở ngàm là 4 cm. Giá em để là 400.000. Mã số 10. Mã số 11 là một con dao Nhật. Đây các anh, có tem Nhật ở trên cán luôn này. Đó, chữ Nhật khắc trên lưỡi này. Cái này là khâu sừng nha các anh.
Cây này dài 30 cm, lưỡi dài 16 cm, giá em để là 400.000, mã số 11. Mã số 12 là một cây kiềm điện hiệu Fujiza. Miệng còn kín hết luôn nha các anh. Răng bên trong này. Cây này nó dài 21,5 cm. Giá em để là 250.000. Mã số 12. Mã số 13 em lên là một cây kéo tỉa. Phần lưỡi nè các anh. Cây này nó dài 20 cm. Giá em để là 250.000. Mã số 13. Mã số 14 là một cây khóa 2 số hiệu top. Khóa 14 và 17 nha các anh. Miệng 14 trước này. Hoạt động còn ok hết luôn, đổi chiều này. Đầu 17. Cây này nó dài 19 cm. Giá em để là 200.000. Mã số 14. Mã số 15 là một con dao Nhật. Đây, chữ Nhật này các anh. Phần lưỡi này. Cây này nó dài 29 cm. Phần lưỡi này là dài 14 cm nha các anh. Giá là 350.000. Mã số 15. Mã số 16 là một cây mỏ lết cong hiệu Monkey của Nhật nha các anh. Đây, Monkey made in Japan. Ngàm vẫn còn rất là trơn tru. Miệng ngàm bên trong này. Chiều dài của cây này là 25,5 cm. Độ mở ngàm là 3 cm. Giá em để là 300.000. Mã số 16. Mã số 17 là một cây kéo tỉa của Nhật. Chữ Nhật nè các anh. Đó, hai mặt luôn. Phần lưỡi này. Cây này nó dài 19 cm. Giá em để là 250.000.
Mã số 17. Mã số 18 là một cây mỏ lết hiệu Channel Lock. Đây, cái hiệu của nó này các anh, của Tây Ban Nha nha. Đây, Spain. Ngàm vặn còn trơn tru hết luôn. Miệng ngàm này. Trên này có các cái số nữa này các anh. Cây này chiều dài của nó là 38,5 cm. Độ mở ngàm là 4,5 cm. Giá em để là 800.000. Mã số 18. Mã số 19 là một con Eto của Nhật. Đây các anh. Eto của Nhật, chữ Nhật này. Eto Aeron N735. Con này có đế xoay nữa nha các anh. Đó, phía dưới có chữ Japan nữa này. Em để xuống đây xoay cho dễ nha các anh. Đó, vặn rất là trơn tru. Miệng ngàm bên trong này. Con này chiều dài ngàm này là 9 cm nha các anh. Cái đường này là 9 cm. Còn ngàm mở rộng ra tối đa là 10 cm. Con này nặng 4 kg. Giá em để là 1 triệu. Thông tin ở đây nha các anh. Mã số 19. Mã số 20 em lên là một cây kéo bướm của Nhật. Chữ Nhật nè các anh. Đó, hai mặt luôn. Phần lưỡi này. Cây này chiều dài của nó là 22,5 cm. Giá em để là 300.000. Mã số 20. Mã số 21 là một cây kéo tỉa của Nhật luôn. Đây, chữ Nhật này các anh. Phần lưỡi này. Chiều dài của cây này là 20,5 cm. Giá em để là 300.000. Mã số 21.
Mã số 22 là một cây kéo bướm của Nhật luôn. Chữ Nhật này các anh. Cây này nó dài 17 cm. Giá em để là 250.000. Mã số 22. Mã số 23, một cây kéo bướm nữa. Của Nhật luôn các anh. Chữ Nhật này. Cây này nó dài 18 cm. Giá em để là 250.000. Mã số 23. Mã số 24, một cây kéo tỉa của Nhật. Chữ Nhật này các anh. Mặt sau này. Cây này nó dài 20 cm. Giá em để là 270.000. Mã số 24. Mã số 25 là một cây kéo bướm. Của Nhật nha các anh, chữ Nhật này. Có hai chữ Nhật luôn. Phần lưỡi này. Cây này nó dài 18,5 cm. Giá để là 250.000. Mã số 25. Mã số 26 là một cây kéo bướm nữa. Chữ Nhật này các anh. Phần lưỡi này. Cây này nó dài 19 cm. Giá em để là 250.000. Mã số 26. Mã số 27 là hai cây đục bonsai. Đây hai cây này. Cây này có tem Nhật luôn nè các anh. Phần lưỡi của nó này. Cây này chiều dài của nó là 17,5 cm. Phần lưỡi này là 1,5 cm nha các anh. Đây cái thứ hai này. Cây thứ hai này chiều dài của nó là 17 cm. Cái phần lưỡi này là 1 cm nha các anh. Đó, một bộ hai cây. Giá em để là 450.000. Thông tin ở đây nha các anh. Mã số 27. Mã số 28 là một cây kéo bướm của Nhật.
Cây này nó dài 20 sen. Giá em để là 270.000. Mã số 28. Mã số 29 là một cây kéo bướm nữa. Của Nhật luôn các anh. Phần lưỡi này. Chiều dài của cây này là 22,5 cm. Giá em để là 300.000. Mã số 29. Mã số 30 là 4 cây đục bonsai. Bốn cây này. Cây đầu tiên có chữ Nhật luôn các anh. Chiều dài của cây này là 22,5 cm. Cái phần lưỡi này là 1,8 cm nha các anh. Cây thứ hai này. Nó cũng có chữ Nhật luôn. Chiều dài của cây này là 23,5 cm. Cái phần lưỡi này là 0,3 cm nha các anh. Cây thứ ba. Cây này có cái tem Nhật mà nó tróc hơi nhiều rồi. Chiều dài của cây này là 23 cm. Phần lưỡi này là 0,5 cm nha các anh. Cây thứ tư. Có chữ Nhật này các anh. Chiều dài của cây này là 25,5 cm. Cái phần lưỡi này là 3,8 cm nha các anh. À, 4 cây. Bộ này em để giá 900.000. Thứ tự 1, 2, 3, 4 từ trái sang phải luôn nha các anh. Đó, mã số 30. Mã cuối cùng là một cây mỏ lết ba cô 71. Cây này 8 inch nha các anh. Đó, của Thụy Điển luôn. Ngàm vặn còn rất là trơn tru. Miệng ngàm bên trong này. Chiều dài của cây này là 20,5 cm. Độ mở ngàm là 2,5 cm. Giá em để là 250.000. Mã số 31. Vậy là em đã lên xong 31 mã hàng trong clip số 34 ngày hôm nay. Cảm ơn các anh đã theo dõi đến hết video. Nhớ like và đăng ký kênh cho em nha. Chúc các anh có một buổi tối vui vẻ.